xem thành quả ngày hôm nay này. Chú bé bắt được con công, đem về biếu ông cho con gà. Đem về biếu bà cho quả thị. Đem về biếu chị cho quả chanh. Đem về biếu anh cho tu hú. Đem về biếu chú cho buồng câu. Đem biếu nhiều người thế mà chúng ta bắt được con chim mà. Có phải con công đâu, cứ nói về vậy cho mình chứ. Mà mang đây tớ cầm cho. Đừng có rằng như thế chứ. Ôi, chim bay mất rồi. Bay mất rồi. Tại cậu đấy, chỉ đưa cái nhanh nhẩu đoảng, chuyên gia phá hoại, cậu chẳng cẩn thận gì cả. Thôi, đằng nào nó cũng bay mất rồi. Coi như là chúng ta làm phúc, thả tự do cho chim nhỏ về với bầu trời đi. Để mai tớ bắt cho cậu con khác. Mai bắt hẳn con công nhá. Nhất trí chưa? Bắt công cơ à? Rồi lại mang về biếu ông, biếu cậu, biếu cô chứ gì. Được rồi, cậu nhớ đấy. Không bắt được công cho tớ thì tớ cho cậu vào giỏ. Nhất trí. Trong rừng đầy công, kiểu gì chúng ta chẳng bắt được vài con. Thôi đi về đi. Vui quá. Trong rừng thật nhiều trò chơi thú vị. Đúng thế, vừa nhiều trò chơi lại vừa nhiều trái cây để ăn nữa chứ. Thích quá. Đầu làng thì bị các cụ đuổi đi chỗ khác để các cụ uống trà đối thơ. Ra đồng chơi thì bị các bác xua đi để gặt. Về sân đình chơi thì các cô lại phơi hết thóc ở sân. Cái làng này á, chẳng còn chỗ cho chúng mình chơi nữa rồi. Đúng đấy, đi chơi thì chẳng có chỗ chơi. Về nhà thì mẹ bắt làm việc nhà. Sao chán thế nhỉ? Hay thôi, chúng ta về nhà ôn lại bài tập đi. Úi trời ơi, tớ xin cậu đấy. Tự nhiên đang chơi lại nhắc về học bài. Đúng là cậu ném đáo hội nghị không trượt phát nào. Thôi thôi, tớ chịu rồi. À, hay chạy về phía cuối làng chỗ bìa rừng chơi đi. Được đấy, được. Xem kìa, là bọn thằng cóc thằng xấu. Xem chúng nó vui vẻ chưa kìa. Công nhận đấy, chúng nó chơi gì mà vui thế nhỉ. Chúng mình cứ thử lại hỏi xem. Chào các cậu. Chào Hồng Xiêm, chào các cậu nhá. Các cậu đi chơi gì về mà vui vẻ thế? À, chúng tớ vừa ở rừng ra. Ở trong ấy á, vui dã man ấy. Trong rừng thì có trò gì chơi được chứ. Nhiều trò mà. Trong đó chơi á, vừa rộng vừa mát, vừa có đồ ăn, lại chim hót véo von. Chúng tớ chơi mãi chẳng chán luôn. Công nhận, nghe cũng thích thật đấy. Hay là chúng mình cũng vào rừng chơi đi các cậu. Nhưng bây giờ muộn rồi mà. Đúng rồi, hôm nay chúng tớ chơi mãi rồi, muộn cũng phải đi về đây này. Không nên vào rừng lúc tối đâu. Ừ, các cậu ấy nói đúng đấy. Vậy mai chúng mình vào rừng chơi nhá. Ờ, được. Ừ. Ờ, Na ơi, con chưa học bài xong à? Ê, còn làm gì nữa vậy? À, con ngồi vẽ tranh thêm một lúc nữa cha. Vậy à, con vẽ tranh gì đấy? Con vẽ khu rừng. Cha xem này, có đẹp không ạ? Ờ, đẹp lắm. Chắc vào rừng thật còn đẹp nhiều hơn cha nhỉ. Mà cha biết không, mai con và các bạn sẽ vào rừng chơi đấy. Vào rừng chơi à? Vâng ạ, hôm nay có bạn xấu với bạn cóc. Kể là vào rừng chơi thích ơi là thích. Nhưng cũng đã muộn rồi nên bọn con không vào chơi được. Vậy nên bọn con hẹn nhau mai sẽ vào rừng chơi ạ. Ở làng bao nhiêu chỗ sao không chơi lại phải rủ nhau vào rừng. Trong rừng nhiều nguy hiểm chứ không phải chỉ đẹp và thích đâu. Bọn con là những đứa trẻ con, càng không nên vào rừng chơi. Ờ, bạn cóc với bạn xấu vào chơi được mà cha. Hơn nữa, ở làng bọn con chơi ở đâu cũng không có chỗ ấy. Ra đầu làng thì bị các cụ đuổi đi chỗ khác để các cụ uống trà đối thơ. Ra đồng chơi bị các bác xua đi để gặt lúa. Về sân đình chơi thì các cô lại phơi hết thóc ra. Nhưng dù sao cũng không được vào rừng chơi đâu đấy. Cha mà biết, cha phạt đấy nghe chưa. Đến lượt tớ. Đâu, đến tớ chứ. Cậu cướp lượt à? Ây, ây,
Đứa nào ném đấy? Là đứa này đấy. À, thì ra là Hồng Xiêm ném đá hội nghị à? Không phải ném mà là bắn. À, cái ná đẹp quá. Đưa đây, tớ bắn thử phát xem nào. Ờ, từ từ, để tớ trước. Có lấy được không mà đòi thử. Hai cái cậu này, tất cả cùng chơi, mỗi người bắn một lượt, việc gì phải tranh nhau. Nhưng tớ muốn bắn trước. Còn lâu, tớ trước. Thôi mít mật để xoài bắn trước đi, xong đến cậu, nhường nhau một tí đi. Nhưng mà bắn gì bây giờ nhỉ? Lũ chim hôm nay trốn đâu hết đấy nhỉ? Gớm, có thì cũng còn lâu mới bắn chúng. Thế chắc cậu bắn hay nhờ. Hơn cậu là cái chắc. À, hay là bọn mình vào rừng xem có sóc, có thỏ thì săn đi. Chim cũng nhiều, tha hồ mà trổ tài. Đúng rồi, mà chẳng phải hôm qua chúng ta đã hẹn là nay sẽ vào rừng chơi còn gì. Trong ấy chắc hẳn có nhiều thứ hay lắm. Đúng đấy, tớ cũng háo hức muốn được vào rừng quá. Nhưng không hiểu sao, tối qua khi tớ nói thì cha lại cấm không cho vào rừng. Ờ, sao thầy đồ lại cấm không cho vào rừng nhỉ? Lạ thật đây. Tớ cũng không biết nữa. Hay là chúng ta cứ vào chơi một lúc rồi ra ngay. Chúng ta vừa chơi bắn chim này, rồi bắn cả trái cây nữa. Chắc nhiều trái chín lắm nhỉ? Ôi, đi mau thôi. Ừ, ý kiến cũng không tệ. Hai cậu thấy sao? Ừ, cũng được. Nhưng mà bọn mình phải về sớm đấy. Ôi kìa, các cậu, có cả đàn chim luôn kìa. Cái cậu này, mồm cậu oang oang ra, làm chúng nó bay hết đi rồi. Xin lỗi, tớ quên. Thôi, đi tiếp đi. Đấy, tưởng thế nào, trượt lòi mắt, đưa ná cho tớ bắn đi. Xem đây này. Ôi giời ơi, xem đây này. Đến tớ, để tớ bắn thử nào. Thì đây. Xem đây này. Hoan hô, trúng rồi. Tớ bắn mà lại. Bọn mình chuyển sang bắn quả có vẻ dễ hơn ý nhỉ. Ê, mải chơi bọn mình đi đến đâu rồi ý nhỉ? Thôi về đi. Đúng là con gái, mới đi có tí đã mệt. Tớ đã bắn được gì đâu, đi tiếp đi. Na nói đúng đấy, không nên đi xa quá. Bọn mình về đi. Sao đi mãi mà chưa ra được khỏi rừng nhở? Liệu bọn mình có bị lạc không? Ừ, sao đi lâu thế nhỉ? Thì nãy các cậu chạy lung tung, giờ cứ đi thôi, biết sao nữa. Tớ mỏi rồi, nghỉ tí đã. Đói quá, lại khát nước nữa. Bọn mình đi rất lâu, nhưng hình như quay lại chỗ cũ hay sao ấy. Ừ, tớ cũng thấy quen quen. Đúng rồi, cái cây táo rừng lúc nãy bọn mình bắn, quả còn rụng ở đây này. Ờ, vậy là chúng ta đi lạc rồi à Hồng Xiêm? Vậy bây giờ phải làm sao? Tớ không muốn chết đói ở đây đâu. Hồng Xiêm, cậu nhìn cái gì đấy? Các cậu bình tĩnh, tớ nhớ là khu rừng này ở phía đông làng mình. Mặt trời thì mọc hướng đông, lặn hướng tây. Bây giờ là buổi chiều, tức là mặt trời lặn hướng tây. Bọn mình cứ đi theo hướng mặt trời là sẽ về được nhà. Bây giờ đánh dấu vào cây táo này đi, rồi bọn mình đi. Thế là đi ngược lại đoạn đường vừa nãy à? Cậu có chắc không đấy? Theo tớ nhớ, có lần đứng ở đầu làng buổi sáng sớm, nhìn về phía khu rừng, thấy mặt trời mà. Thôi, đi nhanh kẻo mặt trời lặn là chịu chết đấy. Ôi, mệt. Thôi, cố lên. Sao lại có con suối này? Lúc nãy đi có thấy đâu. Nước mát lắm các cậu ơi. Đã khát quá. Tỉnh cả người. Xong chưa? Đi luôn thôi, sắp tối rồi. Ờ, có sức rồi. Wow, cuối cùng cũng thấy nhà rồi. Con về đây mẹ ơi. Đợi tớ với.
cùng cũng tìm thấy đường về nhà, nhưng mà không giống ruộng đồng làng Hạ. Ơ, hình như đây là làng Đông các cậu ạ. Đúng rồi, đây là làng Đông đấy. Nhưng về được đây là ổn rồi, làng Đông bên hông làng Hạ, bọn mình không sợ làng nữa rồi. Thôi, từ sau trưa nhá, không vào rừng nữa, nguy hiểm lắm. Từ đầu tôi đã thấy gợn gợn rồi. Nào, về nhanh, kẻo cha mẹ mong các cậu. Nhất trí. Nhất trí. Ừ. Đỡ tạp nhanh lên. Làm gì mà chậm chạp thế? Làm ông đội sốt hết cả ruột. Con trèo hết sức đây ạ. À, ông xem con mướt mát mồ hôi ra đây. Ông đưa tay con đỡ ạ. À. Thôi, không nhiều lời nữa. Nhanh cho ông con về nghỉ. Mệt hết cả người. Đi cả ngày, chẳng được cái việc gì ra hồn. Con chào phú ông ạ. Ờ, của ông hết một đồng ạ. Ta quên, tiền công ạ. Hôm nay ta đi mua được củ sắn này, một cân hết 2 đồng. Thương bố con anh, nên ta cho hết nhà anh. Ông cứ trả con 1 đồng, chứ con không nhận sắn đâu ạ. Củ sắn này con mua ở chợ, chỉ hết có 5 hào. Trẻ con biết gì, ta chỉ trả sắn, không lấy thì thôi. Ông đừng có hạ hiếp người quá đáng. À, thằng mắt này, chán sống ở đây, muốn bán sới đi chỗ khác phải không? Ông bỏ quá cho cháu nó còn thơ dại. Thôi, con lấy sắn cũng được ạ. Cái giống nhẹ không ưa, ưa nặng. Sao bố cứ phải nhún nhường với ông ta thế ạ? Thật là ức hiếp người quá mà. Củ sắn mua đắt lắm cũng có 5 hào, thế mà dám gán tiền đỏ 1 đồng. Ông ấy giàu có, lại có quan hệ. Mình làm gì được hả con? Để yên con được củ sắn mà ăn con ạ. À, bố mới bắt được con cá sông to. Con vào cầm cân ra đây để cân con cá xem được bao nhiêu. Con mang sang nhà lý trưởng, hôm trước cụ có dặn rồi. Khi nào có cá to thì mang sang cụ mua. Con vào cân xem đủ 1 cân không? Vâng ạ. Con cá được 8 lạng cha. Con cân củ sắn xem được bao nhiêu? Củ sắn có 8 lạng mà bảo 1 cân. Phú ông đúng là tham. Đã giàu mà còn tham. Đã thế thì đừng có trách. Con đưa sang cho cụ Lý, bảo con cá 8 lạng nhé. Vâng ạ. Con chào cụ Lý ạ. Con mang cho cụ con cá mới bắt, còn tươi, dễ đình đạch đấy ạ. Ngươi vào mang cân ra cân xem bao nhiêu, rồi trả tiền cho nó. Dạ, nhà con cân rồi ạ. Con cá đúng 1 cân ạ. 2 đồng ạ. 2 đồng. Con xin ạ. Con chào cụ. Dạ bẩm cụ, chỉ được 8 lạng thôi ạ. Làm gì được 1 cân. Bọn dân đen dám cân điếu cho cả ta nữa à? Quen thói buôn gian bán lận. Bay đâu? Đi theo ta ra bên đó. Ta xử bố con nhà Hồng Xiêm. Bắt bố con nhà Hồng Xiêm? Có chuyện gì mà cụ Lý đòi bắt bố con Hồng Xiêm thế nhỉ? Dạ bẩm cụ, con có phạm lỗi gì đâu ạ. Buôn gian bán lận mà con cái không phạm lỗi gì. Bán cho ta mà ngươi dám bán con cá 8 lạng, nói 1 cân, thì bán cho dân ngươi bán thế nào? Ôi giời ơi, tưởng thật thà hóa ra làm ăn điêu chác thế à? Khôn ngoan không lại với giời. Bắt chúng nó về. Dạ, xin cụ Lý tha cho chúng con ạ. Chó chết, đúng là cái đồ buôn gian bán lận. Để xem lần này á, ngươi có gân cổ lên được nữa không. Trông bố con đã hiền lành thế mà tham quá. Thưa cụ, nhà con nghèo, con chẳng có cân. Vừa rồi chẳng là phú ông đi đò của nhà con. Phú ông không trả 1 đồng mà lại trả bố con củ sắn 1 cân. Chính miệng phú ông bảo đó là củ sắn 1 cân. Vâng, con có trả nó củ sắn tiền công rồi. Phú ông đã trả nhà ngươi công là 1 củ sắn 1 cân rồi. Ngươi còn kêu gì mà có liên quan gì đến việc này ha? Vì con không có cân nên đã lấy củ sắn của phú ông làm thăng bằng để cân cá cho cụ đấy ạ. À, con có mang theo củ sắn đây này. Bay đâu, lấy cân cân củ sắn kia lên. Bẩm cụ, 8 lạng ạ.
tưởng thế nào? Giàu mà tham, còn ăn quỵ tiền của người nghèo à? Xấu tính quá. Phú ông, người đã ăn quỵ tiền của người ta một đồng mà nhà ngươi chỉ trả cho một củ sắn, đã thế lại còn gian dối cân điều. Ngươi đã biết tội của ngươi chưa? Dạ con biết tội rồi, xin cụ Lý tha cho con ạ. Bay đâu, mang phú ông ra đánh 10 gậy, phạt 3 đồng tiền. Ôi giời ơi, ôi giời ơi là giời. Anh Nô, anh đi đâu mà không nhìn đường thế? Đâm cả vào em rồi đây này. Ôi, Hồng Xiêm đấy à? Anh xin lỗi nhá, tại anh đang có chuyện không vui nên không để ý. Anh có chuyện gì mà không vui thế? Cũng chẳng có gì to tát, nhưng phú ông làm quá lên nên anh thấy bực thôi. Phú ông lại dở thói bắt nạt người làm à? Anh thử kể em nghe xem nào. Sáng nay anh lỡ tay làm vỡ mấy quả trứng, thế mà phú ông tức điên lên bắt anh nhịn cơm trưa luôn. Anh vừa đói vừa tức nên bỏ ra ngoài, định về nhà mấy hôm không thèm sang đấy ở nữa. Tội nghiệp anh, phú ông đúng là quá đáng mà. Có thế thôi mà cũng kiếm cớ phạt anh. Anh ức lắm, cũng muốn nghỉ làm mà lại nghĩ nghỉ rồi thì biết làm ở đâu. Chỉ xin phép mấy hôm cho đầu óc thư thả tí thôi, mà nghĩ về nhà cũng chán, cha mẹ mất hết, còn có mình thui thủi à. Anh Nô này, anh đang đói đúng không? Ừ, phú ông bắt anh nhịn từ sáng tới giờ, có được miếng nào vào bụng đâu. Em có cách này, vừa giúp anh được no bụng, vừa trả đũa được phú ông đáng ghét. Anh có muốn làm không? Có, anh đang tức ông ấy lắm đây. Em có cách gì, chỉ anh với. Ôi cha ơi là cha ơi. Trời ơi. Tiếng ai như tiếng thằng Nô ấy nhở? Chẳng phải nó xin nghỉ phép về nhà mấy hôm sao? Ôi cha ơi là cha, con nhớ cha quá. Nô, ngươi làm cái gì mà quỳ lệ con gà của ta thế? Rồi còn luôn miệng gọi nó là cha nữa. Ông ơi, con gà này chính là cha con đấy ạ. Hả? Cái gì? Ngươi bị điên à? Sao con gà này lại là cha của ngươi được? Ông ơi, con cũng không dám tin là thật đâu. Khi nãy vừa về đến nhà, con ngả lưng, chợp mắt một tí thì thấy cha con hiện hồn về, báo mộng rằng ông đã nhập hồn vào con gà này. Vì thế con mới vội vàng quay lại đây để lại, mong sao có cơ hội phụng dưỡng. Vớ vẩn, ngươi nói luyên thuyên cái gì đấy? Làm gì có chuyện hoang đường như thế? Hơn nữa, gà có bao nhiêu con? Làm sao ngươi biết chính xác là con nào? Đấy, ban đầu con cũng nghĩ như ông và hỏi cha con, thì cha con bảo cha con đã nhập vào con gà trống có 3 nút ruồi đỏ ở lưng ở nhà ông ạ. Gà trống có 3 nút ruồi đỏ ở lưng à? Vâng, chẳng là ngày còn sống cha con cũng có 3 nút ruồi như thế, nên lấy nó làm dấu cho con biết ạ. Con tìm khắp lượt mới thấy con gà này y như lời cha con nói. Hả? Y như lời cha người nói à? Vâng, ông không tin thì có thể vạch lưng con gà này ra mà xem có đúng không ạ. Ôi, đúng là có 3 nốt ở lưng thật này. Thế con mới tin đó là cha con và quỳ lạy chứ. Ôi cha ơi, tha lỗi cho đứa con bất hiếu này. Bao lâu nay cha ở đây mà con không nhận ra cha để phụng dưỡng. Cha đừng vì thế mà nổi giận, mà gây tai họa đến nhà phú ông nhá. Phú ông không biết gì đâu ạ. Nếu đúng con gà này là cha thằng Nô nhập hồn về thì chắc nó ghét mình lắm, kiểu gì cũng gây họa, mà cái giống ma quỷ ở nhà mình thì cũng xui xẻo. Thôi thì vứt quách nó đi cho xong. Cha bớt giận, con sẽ chăm sóc cha tử tế ạ. Này, thôi được rồi, xem ra ngươi cũng rất hiếu thảo với cha. Nếu như con gà này đúng là hồn của cha ngươi nhập vào thì ngươi hãy mang về nhà phụng dưỡng đi. Dạ, con cảm ơn ông, cảm ơn ông ạ. Đúng là trên đời này
cái quái gì cũng có thể xảy ra. Mà không biết thằng Nô nó phụng dưỡng cha nó kiểu gì nhỉ. Phải lén đi theo xem mới được. Thế là có nốt ruồi đỏ làm bằng chứng rồi. Nô, ngươi làm cái gì vậy? Ông, sao ông lại ở đây ạ? Ta tò mò đi theo, xem ngươi phụng dưỡng cha ngươi kiểu gì. Sao ngươi lại làm thịt cha mình hả? Dạ, vừa nãy khi con về đến nhà, cha con lại báo mộng cho con biết là ông đã thoát hồn ra khỏi con gà rồi. Còn cái xác, con làm thịt cho đỡ phí ấy mà. Dù sao cũng cảm ơn ông nhá, là ông tự nguyện cho con mang cha về đấy ạ. Người được lắm. Phú ông tham lam nhưng được cái ngây thơ, dễ tin người thật. Đáng đời. Tớ thắng rồi nhé. Hồng Xiêm giỏi ghê cơ. Ba trận mà thắng cả ba. Không được, chơi lại. Lần này tớ sẽ thắng. Của tôi, trả tôi đây. Không, là của tôi chứ. Tôi mất mấy tháng mới theo được bức tranh này. Cô định cướp công của tôi dễ dàng vậy à? Trả lại cho tôi. Tại sao cô lại định cướp công sức bao lâu nay của tôi chứ? Ủa, cả hai đều tranh nhau bức tranh thêu à? Vậy bức tranh thêu đó là của ai chứ nhở? Của tôi. Không phải, là của tôi. Công sức bao nhiêu ngày của tôi mà. Bức tranh thêu hoàn thiện cũng phải có giá 20 hào đấy. Nhiều thế, thảo nào họ tranh nhau là phải. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Đây là bức tranh do chính tay tôi thêu. Không, nó là của tôi mà. Thôi thôi, giờ hai cô có nói nữa, nói mãi thì chúng tôi cũng không biết nên nghe ai đâu. Tốt nhất là lên quan. Đúng đấy, lên quan phân xử. Có chuyện gì mà hai người lại kéo nhau tới tận đây làm ầm ĩ lên thế hả? Dạ bẩm quan lớn, chẳng là con thức đêm thức hôm, mất vài tuần mới xong được bức tranh thêu này. Vậy mà mụ này cứ đòi cướp bức tranh của con. Không phải như vậy đâu thưa quan huyện, con mới là chủ nhân của bức tranh đó. Con phải mất hàng tháng mới thêu được bức tranh ấy. Con mang ra chợ bán, chị ta đến hỏi mua xong rồi giật lấy bức tranh mà chạy đi. Cái cô này hay nhỉ. Tôi nói đây là bức tranh của tôi. Cô làm ơn làm phước trả lại nó cho tôi. Chồng tôi bị bệnh ở nhà, tôi phải bán đi để lấy tiền mua thuốc cho chồng. Thế là rõ mười mươi rồi nhé. Quan và mọi người cũng nghe rõ rồi chứ ạ. Chồng cô ta bị bệnh, cô ta đang cần tiền. Bởi vậy cô ta mới mưu mô cướp bức tranh này của tôi để lấy tiền. Lòng dạ cô ta thật là tham lam. Không phải đâu thưa quan huyện, rõ ràng bức tranh này do chính tay con thêu ra mà. Ôi da, sao ta đau đầu thế này chứ. Tóm lại, bức tranh này là của ai? Các người có biết bức tranh thêu về cái gì không? Tất nhiên là con biết chứ ạ. Đó là một con hạc màu trắng cõng theo một con hạc con. Ở phía trên còn có tiên nữ đang giáng xuống trần. Dạ bẩm quan, dưới bức thêu đó con còn thêu chữ LH, là viết tắt của tên Lưu Hà con ạ. Này, cô đừng tham lam thế chứ. LH là viết tắt của tên tôi và chồng Lý và Hạc. Cả cái làng, cái tổng này đều biết tên chồng tôi là Hạc nhá. Ôi, biết ai nói thật, ai nói dối chứ. Là của con ạ. Của con, chính mụ ta có ý đồ ăn trộm của con. Ôi, thật là đau đầu. Ôi dào, có khó gì đâu thưa quan huyện. Lại là Hồng Xiêm à? Được rồi, nói cho ta nghe cách để phân biệt chủ nhân của bức tranh này là ai. Con nói quan huyện nghe nhé. Hai người này đều tự nhận mình là chủ nhân bức tranh. Mà bức tranh thì to và rộng thế kia. Thôi thì ta cứ cắt đôi tranh ra làm hai, cho mỗi người một nửa là xong. Hay, đúng rồi. Cứ cắt đôi bức tranh ra, mỗi người cầm về một nửa, thế là xong. Người đâu, mang ngay kéo lại đây cho ta. Các cô thấy cách xử lý của cháu hay không? Thì... Tôi thấy cũng được,
chứ cứ tranh luận mãi thế này, biết đến bao giờ mới xong. Thôi thì một nửa cũng được. Mau cắt đôi bức tranh theo kia cho ta. Nhớ chia thật đều đấy. Tuân lệnh. Ấy, đừng, đừng cắt. Thôi được rồi, cô ta thích thì cứ lấy đi. Đừng cắt bức tranh của tôi làm gì. Nó là công sức của tôi. Tôi thức đêm thức hôm hàng tháng trời để theo ra bức tranh đẹp như vậy. Tôi không nỡ nhìn thấy người khác cắt bỏ nó đi đâu. Tôi không nỡ. Được rồi, ta tuyên bố trả lại bức tranh cho chính chủ nhân của nó. Chính là người phụ nữ tên Hà kia. Cái gì? Đó là bức tranh của tôi. Sao Quán Huyện lại... Vì chỉ có người làm ra bức tranh đó mới biết quý trọng nó và trân trọng sức lao động mà mình bỏ ra thôi. Phải không Hồng Xiêm? Đúng ạ. Khi anh lính kia cầm chiếc kéo giơ lên định cắt, cô Lý thì tỏ vẻ rất sung sướng. Trái lại, chỉ có cô Hạ là buồn rầu, bởi vì cô ấy không muốn nhìn thấy sản phẩm mình dồn tâm huyết vào lại bị cắt bỏ như vậy. Đến nước này mà ngươi còn không chịu nhận tội sao? Ngươi đâu? Mang gậy lại đây cho ta. Ấy, xin Quan Huyện tha cho con. Cũng bởi con hết tiền nên mới làm liều. Xin tha cho con, tha cho con ạ. Lôi mụ ta ra ngoài đánh 30 trượng. Lần sau còn dở trò trộm cướp như vậy, ta sẽ bỏ tù, nghe chưa? Ấy dạ, xin quan tha cho con. Xin quan tha cho con ạ. Bức tranh này của cô cầm lấy đi ạ. Cảm ơn cậu bé, con xin đội ơn Quan Huyện. Cảm ơn Hồng Xiêm, hôm nay ngươi đã lập công lớn, giúp ta hóa giải vụ này. Khá lắm. Dạ. Ngon, ngon quá là ngon. Dạ, cụ ăn cỗ bên làng Đông đã về đấy ạ. Mà cỗ ngon lắm hả cụ? Con vừa nghe thấy từ ngon ngon phải không ạ? Ừ, làng bên đó nấu ăn ngon có tiếng mà. Bữa nào sang đó ăn cỗ cũng đá cái bụng. Mà làng bên đó nó cứ hội hè quanh năm ấy, chả bù cho cái làng hạ buôn hắt buôn hiu chán. Có gì đâu ạ. Thì đó là do các chức sắc bên đó, họ làm phong trào tốt thôi mà cụ. Ý ngươi là bảo ta không biết làm phong trào, đúng không? Ấy ấy, dạ con nào dám. Cái này là do cả một tập thể, chứ có phải là do một mình cụ đâu. Ấy chết, con đang luộc trứng thì nghe tiếng cụ chạy ra quên khuấy đi mất. Đây, ngươi chỉ là được cái hóng hớt. Đi nãy giờ thì làm gì con trứng long đao của ta nữa. Có mỗi cái việc luộc trứng thôi mà cũng không xong, cứ liêu hôn đấy. Mà thằng này nói cũng có lý. Lang hạ lâu nay chẳng có phong trào gì cả. Mình phải làm cái gì đó để không khí nó xôm xôm lên, từ đó mới kiếm trác được chứ lý. Ồ, phải rồi, mình nghĩ ra rồi. Không biết Lý trưởng gọi chúng ta đến đây làm gì nhỉ? Lý trưởng đến. Ngay mai, đích thân ta sẽ đến và làm chủ cuộc thi nấu ăn. Bởi vậy, yêu cầu tất cả mọi nhà trong làng này đều phải tham gia. Sao cơ? Nấu ăn á? Vậy Lý trưởng có yêu cầu phải nấu món gì không ạ? Các ngươi cứ chuẩn bị món nào mà các ngươi cho rằng ngon nhất đi. Bởi giải thưởng rất cao, ai thắng cuộc sẽ nhận được 10 đồng. Sao? Những 10 đồng á? Tôi có nghe nhầm không đấy? Lý trưởng có đùa không vậy? Để đảm bảo tính đoàn kết thì ai cũng phải thi. Nếu ai cố tình trốn tránh, không thi, cứ nộp 2 đồng ra đây, rồi thích làm gì khác thì làm. Còn một điều nữa, thắng thì thưởng rồi đúng không? Vậy thì thua cũng phải bị phạt thôi. Ai thua phải nộp cho làng ta 1 đồng. Ôi, kiểu gì vậy trời? Làm thế nào cũng sẽ bị mất tiền thôi mà. Chẳng hay Lý trưởng muốn chúng tôi thì nấu món gì ạ? Món gì cũng được, miễn các người thấy ngon là được. Nhớ chuẩn bị cho kỹ, ngày mai ta sẽ đến sớm đây. Thôi chết, phải nấu món gì đây? Không được, mau về thôi, còn chuẩn bị đồ để mai nấu nướng nữa chứ. Ôi,
Nhà mình làm gì có gì ăn đâu mà chuẩn bị hả con? Cha đừng lo, nhà mình có gì cứ mang đi, kiểu gì con cũng sẽ có cách. Người ta thì có thịt gà, thịt vịt, còn nhà mình thì... Thì lý trưởng chẳng bảo mình nấu món nào mình cảm thấy ngon là được mà. Con thấy ăn cơm với khoai hấp là ngon nhất. Mọi người xong chưa nào? Chúng tôi đã chuẩn bị xong ạ. Nguyên vật liệu cũng đã sẵn sàng rồi. Khá lắm, cũng tươm tất đấy. Đề bài ngày hôm nay sẽ là nấu món ăn nào mà các ngươi cảm thấy ngon nhất. Nhưng chỉ có 1 phút để nấu chín. Cái gì? 1 phút á? 1 phút thì nấu được cái gì chứ? Thế này thì đúng là làm khó nhau mà. Lý trưởng lại bày trò để chuộc lợi đây mà. 1 phút thì làm sao có thể nấu được món gì chứ? Được rồi, mình sẽ cho lão biết tay. Lâu nay, lang hạ không có hoạt động nào sôi nổi, nên ta tổ chức thi nấu ăn cho các ngươi được vui vẻ. Đấy nhé, đề bài rất rõ ràng. Hãy nấu món sở trường của mình, món mà mình cho là ngon nhất. Nhưng phải nấu thật nhanh, chỉ có 1 phút thôi. Nếu ai không tham gia thì nộp tiền đi, mỗi người 2 đồng thì sẽ được ra về. Bẩm lý trưởng, xin ông hãy nghĩ lại, chứ dân làng ta nghèo hèn, làm gì có tiền để nộp phạt ạ? Không có tiền thì làm đi, mau nấu ăn đi. Các ngươi chỉ có 1 phút để nấu chín thôi đấy. Thưa cụ Lý, có thật là chỉ cần chín không ạ? Đúng vậy, chỉ cần chín là được. Nhưng thưa cụ, 10 đồng hơi ít. Hay là cụ xem lại, tăng lên 50 đồng cho mọi người hào hứng có được không ạ? Muốn tăng tiền à? Đơn giản, làm sao có thể nấu chín trong 1 phút được chứ? Được, ta chấp nhận. Dạ được thôi thưa lý trưởng. Kìa Hồng Xiêm, nấu chín trong 1 phút làm sao mà được chứ? Đúng đấy, hắn ta đang cố tình chấn lột tiền của làng ta. Mọi người cứ yên tâm và bình tĩnh nấu như bình thường, chuyện khác cứ để cháu. Mọi người ai cũng nấu cả rồi, sao con vẫn chưa nhóm lửa vậy? Cha yên tâm, con có cách mà. Có 1 phút, sao có thể nấu chín được gì chứ? Các ngươi thua là cái chắc rồi. Lần này tiền lại tha hồ chảy về túi của ta rồi. Chuẩn bị hết giờ, ai nấy bay món ăn của mình lên cho ta thầm. Ôi không, hết giờ rồi. Tôi mới nhóm được cái bếp, dầu đã chín đâu cơ chứ. Trời ạ, dầu gì mà chưa chín thế này, chỉ nhúng nước thôi à. Cá thế này thì làm sao mà ăn được? Sống, sống nữa, sống nguyên, không ai chín cả. Phạt mỗi người 1 đồng. Sao nào, nói ta nghe, người nấu món gì? Dạ, là người thì sống thiếu sao được cơm, nên con đã nấu cơm ạ. Cái gì? Nấu cơm à? Ôi dao, không nhìn cũng biết là chưa chín rồi. 1 phút, sao có thể chín được chứ? Con đảm bảo với ông là chín rồi, ông thử nhìn xem. Hồng Xiêm, người lừa ta. Làm gì có cơm, có mấy hạt gạo thế này? Người thua rồi con à. Ông thử đếm xem, có mấy hạt gạo trong nồi ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hạt gạo. Sao? Thế thì sao chứ? Đấy, 9 rồi đấy ạ. Trong nồi của con có 9 rồi đấy ạ. Cụ chỉ nói là 9, chứ cụ có bảo là phải nấu 9 thức ăn đâu. Ồ đúng rồi, lý trưởng nói chỉ cần 9 thôi mà. Hồng Xiêm giỏi thật đấy. Hả? Hồng Xiêm, ngươi chơi ta hả? Con đã thắng rồi, có tất cả mọi người ở đây làm chứng. Nếu lý trưởng vẫn còn ngoan cố, con sẽ kiện lên quan huyện đấy. Kiện lên quan là rắc rối đấy ông ạ. Quan sẽ bảo ông lộng hành, áp bức dân làng. Thôi,
Nhận thua đi ông. Thắng danh. Thôi được rồi. Giờ mọi người nộp phạt. Tất cả những người không chín được thức ăn sẽ bị phạt mỗi người 1 đồng. Nộp tiền phạt đi. Ấy, cụ Lý. Cụ để con tính cho cụ nghe nhé. Ở làng con có 49 hộ. Trừ nhà con ra còn có 48. Không ai nấu chín được thức ăn. Vị chi, cụ sẽ thu được 48 đồng phải không ạ? Phải. Giờ con thắng rồi. Lý trưởng phải giữ lời, trả con 50 đồng chứ nhỉ? Cái gì? Mau trả tiền đi Lý trưởng ơi. Con cảm ơn Lý trưởng ạ. Lần sau cụ lại tổ chức thêm nhiều cuộc thi để gắn kết mọi người nữa cụ nhé. Còn lâu ông ấy bị người lừa nữa nhá. Ôi Hồng Xiêm giỏi quá. Thông minh thật đấy. Hồng Xiêm đã cứu nguy cho cả làng mình phen này rồi.